Hay. chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số thông tin liên quan tới việc bỏ hệ số lương khi cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bổ ích, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì xếp tới đây khi thực hiện cải cách tiền lương thì mức lương cơ sở và hệ số lương của công chức sẽ bị bãi bỏ. Vậy lý do bãi bỏ hệ số lương khi cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 được đưa ra là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thứ nhất là vì sao bỏ hệ số lương khi cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024? Một trong các yếu tố được xác định để thiết kế bản lương mới theo tinh thần của Nghị viết số 27 năm 2018 của Trung ương là bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay. Thay vào đó sẽ xây dựng mức lương cơ sở bằng số tiền cụ thể trong bản lương mới. Lý do bỏ hệ số lương khi cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 được đưa ra tại nghị quyết số 27 năm 2018 của Trung ương như sau. Thứ nhất là việc tính lương theo công thức hiện nay, mức lương cơ sở nhân với hệ số lương tương ứng với ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức đang chưa thể hiện được giá trị thực của tiền lương. Thứ hai là bản lương được tính theo hệ số, mức lương cơ sở còn mang nạn tính bình quân, chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo. Đặc biệt, việc tính lương theo công thức nêu trên chưa bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và chưa phát huy được nhân tài và tạo động lực để làm việc. Ngoài ra, Mặc dù không liên quan đến lương, nhưng mức lương cơ sở cũng là căn cứ để tính các loại phụ cấp. Tuy nhiên, thay vì hệ số lương thì các loại phụ cấp tính theo lương cơ sở sẽ có phụ cấp hệ số. Hiện nay, cán bộ công chức viên chức đang hưởng quá nhiều loại phụ cấp khác nhau. Trong đó, có rất nhiều loại phụ cấp có tính chất tương tự nhau, khiến nảy sinh nhiều sự bất hợp lý, không thể hiện rõ thứ bậc trong hoạt động công vụ. Do đó, có thể thấy Việc bỏ hệ số lương khi cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là tất yếu cần phải thực hiện để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Vấn đề thứ hai là khi bỏ hệ số lương thì lương công chức sẽ được tính như thế nào? Sau khi đưa ra lý do vì sao bỏ hệ số lương khi cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thì Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đưa ra các nội dung cải cách với cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công như sau. Thứ nhất là xây dựng bản lương mới thay thế cho các tính lương hiện nay là bằng số tiền cụ thể. Thứ hai là cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức chỉ bao gồm các bộ phận cấu thành dưới đây. Gồm lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, cạm các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương và cạm tiền thưởng chiếm khoảng 10% tổng quỹ lương chưa bao gồm phụ cấp nếu có. Trong đó, tiền thưởng là nội dung mới được bổ sung trong cơ cấu tiền lương, sẽ được thiết kế khi cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Thứ ba là sẽ có 5 bảng lương mới thêm vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo bằng các con số cụ thể dựa theo tương quan tiền lương hiện nay và những yếu tố tác động đến tiền lương của công chức, viên chức và người lao động khi cải cách, đảm bảo tiền lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Thứ tư là năm bảng lương mới bao gồm hai bảng lương dành cho cán bộ công chức viên chức và ba bảng lương mới dành cho lực lượng vũ trang bao gồm công an, bộ đội cơ yếu. Trong đó lương cán bộ công chức viên chức được xây dựng thành bảng lương chức vụ cho người giữ chức vụ lãnh đạo và bảng lương chuyên môn nghiệp vụ dành cho công chức viên chức còn lại. Ba bảng lương dành cho lực lượng vũ trang sẽ căn cứ vào từng đối tượng trong các lực lượng này. Trong các lực lượng này bao gồm bản lương chức danh, chức vụ, cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm dành cho sĩ quan quân đội và công an, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an. Bản lương dành cho quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an. Bản lương dành cho đối tượng là công dân quốc phòng, công nhân công an. Đồng thời để xây dựng được bản lương mới sau khi bỏ hệ số lương và mức lương cơ sở, thì ban chấp hành trung ương cũng nêu rõ sẽ mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 2.34 10 lên 1 2.68-12 để lương cán bộ công chức viên chức, người lao động tiếp cận với tiền lương của khu vực doanh nghiệp. Như vậy là kênh vừa trao đổi xong với mọi người một số thông tin liên quan tới việc bỏ hệ số lương khi cả các tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tới đây. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hay những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với tôi nhé.